Hello, xin chào các bạn khỏe không? Clip hôm nay Trúc sẽ hướng dẫn các bạn make up theo tông màu chó là một tí để thích hợp với mùa xuân cũng như là mùa hè sắp tới các bạn đều có thể áp dụng được. Thì như các bạn biết là mùa xuân là mùa hoa nở, thì nở ngoài đường là được rồi. Vậy mà nở lúc nào nó cũng nở đầy trên mặt mình. Trúc đang nói đến mụn đó, mà không có sao hết. Tôi có concealer, mụn cứ nở đi, tôi chấp hết. Nó chơi thôi chứ mụn nổi Trúc cũng rầu lắm mà. Cho nên đầu tiên Trúc dùng kem che khuyết điểm có màu xanh để che những mụn đỏ trên mặt. Và tiếp đến là Trúc dùng kem nền pha với kem láo của Etude House với tỷ lệ 3:1 và dùng mút tán đều. Sau đó dùng kem che khuyết điểm màu sáng để che quầng thâm mắt và tạo highlight cho gương mặt. Dùng cọ dặm nhẹ nhàng và các bạn nhớ là đừng tán kem mạnh quá, nó sẽ không che được khuyết điểm. Cuối cùng là phủ một lớp phấn phủ nhẹ lên mặt. Tiếp đến là vẽ chân mày, các bạn nhớ là vẽ ở phía trong nhẹ và đậm dần về phía đuôi nhé. Chút một tí gel màu lên chân mày để hợp với tóc nếu các bạn thích. Và bước trước tiên để trang điểm cho mắt luôn luôn là thoa kem lót cho mắt. Đầu tiên, Trúc dùng màu hồng nhũ Color Tattoo của Maybelline thoa đều lên bầu mắt. Tiếp đến dùng màu Milk Chocolate tán ở phần hốc mắt trong. Tán đều đến đường lai từ đầu chân mày dọc xuống sống mũi để vừa tạo độ sâu cho mắt và vừa làm cho mũi cao hơn. Tiếp theo, Trúc dùng màu Orange của NYX để tán 2/3 đôi mắt theo hình chữ V. Sau đó dùng màu số 17 Walnut để nhấn ở hốc mắt ngoài. Các bạn dùng cọ tán đều cho mấy cái màu nó quyện với nhau. Cuối cùng là dùng màu trắng nhũ tán 1/3 mắt còn lại. Và cũng cái màu nhũ đó các bạn vẽ đường lai ở dưới mắt. Tiếp theo là vẽ eyeliner và chút mascara cho mắt. Nếu các bạn muốn mắt lung linh hơn thì sau cái bước vẽ eyeliner thì các bạn có thể gắn mi giả nhé. Công nhận là gắn mi giả lên mắt đẹp hơn hẳn. Nhưng mà Trúc thì lười lắm, với lại là gắn mi giả lên tự nhiên sẽ thấy cái mặt mình trang điểm bị đậm hơn, cho dù thật ra mình trang điểm rất là nhẹ. Cho nên là mi giả Trúc chỉ dùng thi thoảng khi đi chơi buổi tối hoặc là đi dự tiệc thôi. Thon gọn hơn thì nến khói cho gương mặt, không thì bước này các bạn có thể bỏ qua, không sao hết. Cuối cùng là đánh má hồng cho cute. Quên, còn phải tạo highlight cho gương mặt nữa, bước này là Trúc thích nhất nè. Và phần cuối cùng là môi.
Trúc dùng màu Lady Danger của MAC. Màu này là màu cam lì, không bóng nhé. Nó hơi đậm. Nếu các bạn nào thích một đôi môi tươi rói thì có thể để màu này thôi. Còn nếu các bạn thấy đậm quá thì dùng chì màu nude kẻ ở viền môi, sau đó thoa thêm son bóng để môi không bị khô và trông trẻ trung hơn. Xong rồi, các bạn thấy cái look này như thế nào? Có thể mình trang điểm không có đẹp lắm tại vì mình nghiệp dư mà. Nhưng mà cũng xin chúc các bạn vui khi mà xem clip này, và cũng hy vọng là nó cũng giúp ích được không nhiều thì ích cho các bạn ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Xoài ngon.